Các em sẽ cùng cô thực hành tiếp bài số 2, phần Skills 1, Reading and Speaking. Trước tiên, các em sẽ cùng cô đọc một số từ và cụm từ có trong bài. Food waste, learning space, leftover, cafeteria, the street safe city, the teen friendly city, the food smart city, the waste free city, annual, council, the city teen council, turn, salt, process, biogas, bookworm, amenity, public amenity, lively, dessert, realize. Từ này các em có hai cách viết và cách đọc thì giống nhau. Khi mà thêm S vào động từ này thì chúng ta sẽ đọc là realizes. Authority, the city authority. Allow, drop off, pick up. Drop off and pick up times. Pavement, sidewalk, partner, individual, ban, banning, take action, lack of green spaces, properly, educate, instruct, livable. Từ này chúng ta cũng có thể viết bằng hai cách và đọc thì giống nhau. Wall. Ở hoạt động số 1, 2 và 3 thì các em sẽ thực hành với kỹ năng đọc. Work in pairs, match the words and phrases with their pictures. Các em sẽ làm việc theo cặp, chúng ta nối từ hoặc là cụm từ với bức tranh đúng. Thì phần này, đối với những từ và cụm từ này cô đã gợi ý cho các em ở phần từ mới trong phần đầu bài. Thì bây giờ chúng ta có thể tạm dừng video và tập làm rồi tham khảo đáp án trên màn hình các bạn nhé. Như vậy tranh A các em có thể nối với cụm từ số 1, food waste, đó là rác thải thực phẩm. Tranh B chúng ta có thể nối với từ số 3, leftovers, đó là thức ăn dư thừa. Tranh C mình sẽ nối với cụm từ learning space, không gian học tập. Và tranh D sẽ là cafeteria, là quán ăn tự phục vụ hay là quán cà phê. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 2 và đây chính là cái phần nội dung chính của phần reading. Read part of announcement about the Teenovator competition. Mark the topics in the competition with their winners. There is one extra topic. Chúng ta sẽ đọc về cái thông báo về cuộc thi Teenovator. Nối những cái chủ đề của cuộc thi với những người chiến thắng. Và ở đây thì sẽ có dư một chủ đề. Các em có thể thấy là list of topics là danh sách của những chủ đề. Thì chúng ta sẽ có 4 cái topic sau đây. The street safe city, thành phố với đường phố an toàn. The teen friendly city, đó là thành phố thân thiện với giới trẻ. The food smart city, thành phố thực phẩm thông minh. Và câu D, the waste free city, thành phố không rác thải. Việc các em xem trước nội dung của những cái topic này thì khiến cho chúng ta có thể định hướng trước được một phần nào khi mà các em đọc đoạn văn các bạn nhé. Teenovator is an annual competition by the city teen council. We ask teens to find problems of the city and suggest solutions. Here are this year's winners. Teenovator là một cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Hội đồng Thanh Thiếu Niên Thành Phố. Chúng tôi yêu cầu thanh thiếu niên tìm ra những vấn đề của thành phố và đưa ra những cái giải pháp. Sau đây là một vài người chiến thắng của năm nay. Chúng ta sẽ lần lượt đọc về những winners như sau. Số 1 đó là Central School. They see that the more developed a city is, the more food people throw away. They suggest carrying out a project which turns food waste into energy. Students would sort their leftovers at school canteens.
A nearby farm would come to take a food waste and process it into biogas. Họ thấy rằng thành phố càng phát triển thì mọi người càng vứt đi nhiều thức ăn. Họ đề xuất đưa ra một cái dự án, đó là biến cái chất thải thực phẩm thành năng lượng. Học sinh thì sẽ phân loại thức ăn thừa tại căng tin của trường. Nông trại ở gần đó thì sẽ tới để lấy rác thải thực phẩm và xử lý nó thành khí sinh học. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đọc về number 2, winner số 2, Bookworm Team, đội mọt sách. This team feels that many public amenities, particularly the city library, are not teen-friendly. They suggest a litter of changes so that the library can attract more teens. Some of them include designing lively learning spaces for teens and having teens' favorite desserts in the cafeteria. Nhóm này thì cảm thấy là nhiều những cái tiện ích công cộng, đặc biệt là những thư viện thành phố thì không thân thiện với thanh thiếu niên. Họ đề xuất một loạt những cái sự thay đổi để thư viện có thể thu hút được nhiều thanh thiếu niên. Một số trong những thay đổi đó thì bao gồm là việc thiết kế ra những không gian học tập một cách là sinh động cho thanh thiếu niên và có cả những cái món ăn tráng miệng mà thanh thiếu niên yêu thích trong những cái quán tự phục vụ này. Và sau cùng thì các em sẽ đọc về winner số 3, Helena Wilson. Helena realizes that there are too many vehicles around school gates. This is unsafe for children who walk to school. She suggests that the city authorities not allow cars at school gates at drop-off and pick-up times. In addition, they should not let motorbikes park on the pavement near school gates. Helena nhận ra rằng có quá nhiều phương tiện giao thông quanh cổng trường và điều này thì không an toàn cho những trẻ em mà đi bộ đến trường. Cô ấy đề xuất rằng chính quyền thành phố thì không cho phép ô tô đậu ở cổng trường vào những giờ đưa đón học sinh. Thêm vào đó thì họ không nên là để cho xe máy đậu trên vỉa hè gần cổng trường. Đó là nội dung bài đọc. Và dựa vào nội dung này thì bây giờ chúng ta sẽ chọn những cái topic nào nó phù hợp với winners để chúng ta nối các bạn nhé. Ở phần đầu tiên đó là Central School thì các em thấy là những người ở trường này họ thấy là khi thành phố càng phát triển thì mọi người càng vứt đi nhiều thức ăn và họ đã đề xuất ra cái giải pháp, ra một cái dự án đó là phải biến những cái rác thải thức ăn này thành năng lượng và học sinh ở đó thì sẽ phân loại rác thải tại căng tin rồi có một cái nông trại tới để xử lý thành biogas. Như vậy chúng ta thấy số 1 này nó có thể phù hợp với topic D, the waste free city, thành phố không rác thải. Chúng ta sẽ nối câu D với số 1 các bạn nhé. Ở đây thì đáp án gợi ý của sách giáo khoa đưa ra cho các em là The Food Smart City, là thành phố thực phẩm thông minh. Tuy nhiên, ở ý kiến riêng của cô thì chúng ta có thể chọn câu D để nối với số 1, đó là thành phố không rác thải. Chuyển qua cái winner số 2 là Bookworm Team, là đội mọt sách. Thì các em thấy là đội này cảm thấy rằng nhiều những cái tiện ích công cộng, đặc biệt là thư viện thành phố thì nó không thân thiện với thanh thiếu niên và họ đề xuất ra những cái thay đổi làm sao để cho thư viện có thể thu hút được nhiều thanh thiếu niên. Và một vài trong số những cái thay đổi đó bao gồm là việc thiết kế ra không gian học tập sống động cho thanh thiếu niên và có cả những cái món tráng miệng mà các bạn thanh thiếu niên thích ở trong quán ăn tự phục vụ. Vậy dựa vào nội dung này thì chúng ta có thể chọn cho cô là The Teen Friendly City, thành phố thân thiện với giới trẻ. Và đó chính là topic B. Chúng ta sẽ điền cho số 2. Tiếp theo là câu số 3 của Helena Wilson. Thì bạn này nhận ra rằng có quá nhiều phương tiện giao thông trước cổng trường và nó không an toàn cho các bạn học sinh mà đi bộ đi học. Cô ấy đã đề xuất với chính quyền thành phố là không cho phép ô tô đậu ở cổng trường vào giờ đưa đón học sinh. Thêm vào đó thì xe máy cũng không được đậu trên vỉa hè ở khu vực gần trường. Và dựa vào nội dung này, cộng với những cái topics ở bên trên, thì chúng ta có thể chọn cho cô là topic A, The Street Safe City, đó là thành phố với đường phố an toàn. Chúng ta sẽ nối A với số 3.
Tiếp tục với nội dung bài đọc thì các em sẽ chuyển qua hoạt động số 3 như sau. Ở bài tập này các em sẽ đọc lại bài đọc và chúng ta chọn câu trả lời đúng. Các em sẽ có 5 câu. Câu số 1. How often does the city teen council organize the teen innovator competition? Hội đồng thanh thiếu niên thành phố thì thường tổ chức cuộc thi teen innovator như thế nào? Once a year, một lần một năm. Twice a year, hai lần một năm. Every 2 years, mỗi 2 năm. Every 3 years, mỗi 3 năm. Như vậy thì ở ngay đoạn văn, ngay dòng đầu tiên của đoạn văn, các em đã thấy là Teenovator is an annual competition. Chúng ta thấy là Teenovator đó là một cuộc thi thường niên được tổ chức bởi Hội đồng Thanh thiếu niên thành phố. Thường niên có nghĩa là hàng năm, thì có nghĩa là mỗi năm một lần. So, chúng ta có thể chọn cho cô phương án A. Tiếp theo, các em sẽ chuyển qua câu số 2. Who would partner with Central School in Topic 1? Ai sẽ hợp tác với trường Central ở Topic số 1? Thì chúng ta có thể mở cái Topic số 1 ra để mình xem lại nội dung game nhé. Và chúng ta có những cái phương án là The City Council, Hội đồng Thành phố, University Canteen, căng tin của trường đại học, Biogas Factory, nhà máy khí sinh học, A Nearby Farm, đó là một cái nông trại gần đó. Thì ở đây chúng ta có thể nhìn vào cho cô ở phần, ở câu cuối cùng trong cái topic 1 này. A nearby farm would come to take the food waste and process it into biogas. Nông trại gần đó sẽ đến để lấy rác thải thực phẩm và xử lý thành biogas, thành khí sinh học. Như vậy thì ai hợp tác? Đó chính là nearby farm, một cái nông trại gần đó. Cho nên ở câu này thì các em sẽ chọn cho cô là phương án D. Chuyển qua câu hỏi số 3. What does the word them in topic 2 refer to? Từ them ở chủ đề số 2 thì đề cập đến cái gì? Chúng ta sẽ mở qua cái topic 2 trên màn hình các bạn nhé. Và các phương án để chúng ta lựa chọn đó là teen users, người dùng thanh thiếu niên, changes, những cái sự thay đổi, learning spaces, những không gian học tập, libraries, những thư viện. Và chúng ta có thể nhìn thấy từ dầm là từ được in đậm ở trong cái topic số 2 này. Chúng ta cùng đọc lại cái câu này để các em hiểu tình huống của cái ngữ cảnh của câu, để chúng ta có thể biết được là từ dầm nó đề cập đến cái gì các bạn nhé. Chúng ta sẽ đọc từ câu phía bên trên. Họ đề xuất ra một loạt những cái sự thay đổi để thư viện có thể là thu hút được nhiều thanh thiếu niên. Một vài trong số đó thì bao gồm việc là thiết kế ra những cái không gian học tập sống động cho thanh thiếu niên và có những cái món ăn tráng miệng mà họ yêu thích ở trong quán cà phê. Vậy thì các em thấy là một vài trong số đó ở tình huống này đó chính là một vài trong số những cái sự thay đổi này, đó là changes. Vậy thì chúng ta sẽ chọn cho cô là phương án B cho câu số 3. Chuyển qua câu số 4. Which topic has an individual winner? Chủ đề nào thì có cá nhân đạt giải? Topic 1 hay là 2 hay là 3 hay là all topics? Chủ đề 1, 2 hay là 3 hay là tất cả các chủ đề? Vậy thì chúng ta cùng xem lại ở chủ đề số 1. Đó là Central School, đó là một cái trường học. Và chủ đề số 2 đó là một đội, Bookworm Team, ở đây là đội mọt sách. Như vậy thì chỉ có chủ đề số 3, đó là Helena Wilson, đây là tên riêng các bạn nhé. Cho nên các em sẽ chọn cho cô phương án này, đó là chủ đề số 3, Topic 3. Chuyển qua câu số 5. Which of the following is incorrect about Helena Wilson? Cái nào trong những câu dưới đây thì nó không đúng về Helena Wilson? Chúng ta lưu ý ở đây đó là chọn cái ý không đúng các bạn nhé. Phương án A, she suggests banking bikes at school gates. Cô ấy đề xuất là việc cấm xe đạp ở cổng trường. Câu B, she wants the city authorities to take action. Cô ấy muốn rằng chính quyền thành phố thì phải hành động. Câu C, she thinks cars moving near school gates
can cause accidents to children. Cô ấy nghĩ là những cái xe hơi mà đậu gần cổng trường thì có thể gây tai nạn cho trẻ em. Và câu D, her concern is road safety around school for children. Mối quan tâm hay là sự quan tâm của cô ấy đó là an toàn giao thông xung quanh trường đối với trẻ em. Như vậy thì trong các ý này các em thấy là B, C, D là những nội dung đều được đề cập ở cái chủ đề số 3 rồi. Duy chỉ có câu A, đó là cô ấy gợi ý, cô ấy đề xuất là cấm xe đạp ở cổng trường. Thì nội dung này không được nói tới trong cái topic số 3 này. Cho nên chúng ta sẽ chọn A các bạn nhé. Các em có thể thấy là ở phần cuối của topic số 3 này thì bạn ấy có nói là thêm vào đó thì họ nên cấm là motorbikes, họ nên cấm xe máy đậu ở vỉa hè gần cổng trường chứ không phải là xe đạp các bạn nhé. Ở đây là banning bikes, cho nên chúng ta sẽ chọn A. Đó là nội dung của ba hoạt động cho phần reading. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần speaking ở hoạt động số 4 và 5. Hoạt động số 4 là chúng ta sẽ đưa ra một cái danh sách về những cái city problems, những vấn đề của thành phố và một vài những cái solutions là những cái giải pháp cho các vấn đề này. Chúng ta cùng xem ví dụ. Cái vấn đề đầu tiên là dirty streets, là những đường phố bẩn. Thì giải pháp của nó là tell people to throw rubbish away properly. Nói với mọi người là hãy bỏ rác đúng cách. Và ý số 2, cái vấn đề số 2 đó là lack of green spaces, thiếu không gian xanh. Thì giải pháp là plant more trees, trồng nhiều cây. Phần này thì chúng ta có thể tự mình đưa ra một số những cái problems và những cái solutions cho thành phố của mình các bạn nhé. Ở đây chỉ là những cái phần gợi ý thôi. Hoặc là các em có thể tham khảo một số những cái ý gợi ý cho các em ở hoạt động số 4 như sau. Cô sẽ gợi ý một số những cái problems như sau. Dirty streets, những đường phố bẩn, traffic congestion, tắc nghẽn giao thông, air pollution, ô nhiễm không khí, waste management issues, vấn đề về quản lý chất thải, hoặc là people's awareness, ý thức của người dân. Và tương đương với nó thì sẽ có một số những cái solution gợi ý cho các em như sau. Encourage people to use public transportation, khuyến khích mọi người sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Plant more trees, trồng nhiều cây xanh. Promote recycling programs, thúc đẩy, xúc tiến những cái chương trình tái chế. Hoặc giải pháp tiếp theo là educate people about environmental protection, hướng dẫn hay là phổ biến cho người dân về những cái cách bảo vệ môi trường. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua hoạt động số 5. Và đây chính là phần trọng tâm của bài nói. Activity number 5. Work in pairs. Talk to your friends about the city problems and suggest solutions to them. You can use the ideas in 4. Làm việc theo cặp, nói chuyện với bạn của em về những vấn đề trong thành phố và đề xuất những giải pháp cho chúng. Và em có thể sử dụng những cái ý kiến, những cái ý tưởng trong phần số 4. Và bây giờ thì chúng ta sẽ thuật lại cái bài thảo luận của mình trước lớp. Em có thể sử dụng những cấu trúc dưới đây. There are several problems in our city. First, second, to solve these problems, the city can. Another solution is, by doing so, the city can be a more livable place. Có một vài vấn đề trong thành phố của chúng ta. Đầu tiên là, thứ hai là, thì đây là những cái từ để chúng ta có thể chuyển từ ý này sang ý kia. Để giải quyết những cái vấn đề này thì thành phố có thể làm gì đó. Và một cái giải pháp khác nữa là bằng những việc làm như vậy thì thành phố có thể trở thành một cái địa điểm đáng sống hơn. Chúng ta cũng có thể tham khảo một phần thuyết trình sau đây. We think that there are several problems in our city. First, some streets are dirty. Many people put rubbish on the pavements or near the walls. Second, the city looks like a concrete jungle. It lacks green space and the air is not fresh. To solve these problems, the city authority should instruct people to throw away rubbish properly. Another solution is to plant more trees, even on the roofs of high buildings.
By doing so, the city can be a more livable place. Chúng tôi nghĩ rằng có một vài vấn đề trong thành phố của chúng tôi. Đầu tiên là những con đường phố thì bẩn, nhiều người còn xả rác ở vỉa hè hoặc là ở vách tường. Và thứ hai là thành phố thì nhìn giống như là một rừng bê tông. Nó thiếu không gian xanh và không khí thì không được trong lành. Để giải quyết những vấn đề này thì chính quyền thành phố nên chỉ thị cho người dân là phải bỏ rác đúng quy định. Và một giải pháp nữa đó là trồng nhiều cây xanh, thậm chí là trồng ở trên mái, trên nóc của những tòa nhà cao tầng. Bằng những việc làm như vậy thì thành phố có thể trở thành một địa điểm đáng sống hơn. Đó là cái phần gợi ý cho các em ở bài thuyết trình trong hoạt động số 5. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, Skills 1 của bài số 2. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.